Xin chào tất cả quý vị đã đến với showcase làm giàu với ma. Trước tiên thì Linh gửi lời chào đến tất cả quý vị phóng viên báo chí, chào ekip sản xuất, chào đạo diễn Trung Lung, chào tất cả anh em diễn viên đã tham gia trong cái phim làm giàu với ma. Đáng lý ra ngày hôm nay thì Linh phải có mặt để cùng với mọi người có một cái buổi gặp gỡ nói về cái vai diễn của mình. Nhưng mà tại vì Linh bận công việc ở bên Mỹ nên là Linh phải về Mỹ. Thế thôi Linh làm cái video này gửi đến quý vị. Trước tiên là gửi một lời xin lỗi là hôm nay Linh không có mặt được. Và thứ hai nữa thì Linh muốn gửi gắm đến quý vị những lời chân thành từ đáy lòng của Linh, là thông cảm cho Linh và tất cả những cái gì mà quý vị muốn hỏi Linh. Chắc là Linh hẹn vào cái ngày ra mắt phim là 27 tháng 8. Còn riêng với đạo diễn Trung Lùng là anh xin lỗi em, bởi vì anh không có mặt ở đó để anh nói về em. Một người đạo diễn rất là năng nổ và lần đầu tiên em làm trong cái điện ảnh này. Gửi lời đến Tuấn Trần, thằng Lanh, con trai của ba đó. Hôm nay không có ba. Thôi thì con là cái người mà đóng gần ba nhiều nhất, thì con thay ba, con gánh giùm ba, con trả lời giùm ba tất cả những cái câu hỏi của các cô chú anh chị em báo chí nha. Và gửi lời đến anh Quang Minh, Lê Giang, Diệp Bảo Ngọc, và những người tham gia. Hãy giúp Linh trả lời cho báo chí, và cũng hy vọng rằng nhà sản xuất thông cảm cho Linh, cũng như tất cả quý vị báo chí thông cảm cho Linh một lần nữa, và mong rằng quý vị giúp cho nhà sản xuất cũng như giúp cho anh em diễn viên chúng tôi có những cái nhìn thật là tốt nhất và chân thực nhất để gửi đến quý vị khán giả. Một lần nữa Linh xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều, và chúc cho buổi showcase thành công tốt đẹp ạ. À.